Đây chúng ta sẽ vẽ cái logo của Tom. Như vậy để mà cho nó có kích thước tương đối mình dễ nhìn á, thì các bạn sẽ kéo thước xuống à. Kéo thước xuống đây. Đó, và mình vẽ ra một cái đường tròn. Nhấn Ctrl các bạn vẽ ra đường tròn tạm thời như thế. Rồi mình di chuyển cái đường tròn này lên. Kéo xuống. Như vậy là các bạn đã có cái kích thước nó tương đối rồi, không cần chính xác 100%. Nếu mà sau này các bạn thiết kế đó thì các bạn nhìn vô cái kích thước của nó ở đây nè, để bạn có kích thước 100%. Ví dụ như là cái mẫu này mình cho là 80 đi, mẫu là 80 thì chỗ này của mình cũng là 80 đó. Như vậy kích thước nó sẽ ok. Còn nếu mình vẽ theo dạng tương đối thì các bạn làm tương đối thôi. Rồi tương tự như vậy đối với lại cái này thì chúng ta chỉ cần giống một phần trên thôi là đủ rồi. Kéo nhỏ vô, nhấn shift. Đó, thấy nó trùng biên là chúng ta dừng. Tiếp chuột phải, copy. Tương tự như vậy với cái đường màu xanh ở bên trong. Kéo vô, nhấn shift. Tiếp chuột phải, như vậy là chúng ta đã có được 3 đường. Nhiệm vụ của chúng ta bây giờ là với cái hình màu đỏ này nè. Hình màu đỏ này chúng ta sẽ làm như thế nào để mà mình cắt bớt cái phần ở dưới này mình bỏ đi, nhưng mà bên này thì mình giữ lại đến đây. Như vậy cái góc xoay này mình sẽ xoay bao nhiêu độ các bạn? Xoay bao nhiêu độ? 360. Mình chia làm 3 trăm hai, đúng không? Rồi như vậy thì mình sẽ vẽ một cái hình chữ nhật. Các bạn sẽ bắt đầu từ điểm giữa này đi. Đó là tiếp tuyến đấy. Rồi bắt đầu từ điểm giữa. Như vậy chỗ này mình dùng cái hình chữ nhật này để làm cái gì? Mình kéo cho nó rộng ra tí. Đó, bắt từ điểm giữa để cho nó có cái tiếp tuyến, mình vẽ cho nó dễ thôi. Chứ mình sẽ dùng đây. Chúng ta sẽ xoay, và tâm xoay của cái hình này các bạn đưa về giữa, xoay 120 độ. Mình xoay một cái thôi. Rồi như vậy mình có cảm giác là mình thấy nó có cái mình cần chưa, đúng không? Có cái mình cần. Trước tiên là mình dùng cái hình này, cái hình chữ nhật thứ hai này nè, để mình làm gì? Mình làm gì đây? Trim, đúng không? Trim. Có cần giữ nguồn giữ đích không? Cần không? Chắc là không, bởi vì mình không cần đến nó đâu. Mình trim xong là bỏ luôn. Như vậy trim cái này. Được chưa? Bây giờ mình trim xong thì cái đối tượng mới tạo nó sẽ tự động nó nổi lên trên. Mình cho nó nằm xuống dưới đi để cho mình dễ thấy. Rồi mình đã lấy được cái phần bên này rồi nè. Bây giờ mình sẽ cắt bỏ cái phần phía dưới. Như vậy cắt bỏ cái phần phía dưới có phải là nó ngay với cái đường này không? Ngay luôn. Cho nên các bạn sử dụng bằng cách là kéo cái biên trên này xuống dưới. Kéo cái này qua. Như vậy có phải là mình đã cắt được cái phần này không? Cắt đến đây thôi nha, đừng có cắt nhiều quá. Hoặc là đơn giản các bạn không cần làm vậy cũng được, các bạn cầm cái đỉnh này nè. Đó, kéo vô đâu? Kéo vô cái góc phần tư này nè, thấy khoai không? Góc phần tư. Rồi kéo rộng cái này xuống, dùng cái này cắt cái này luôn. Thấy nó tương đối rồi đúng không? Đó. Bây giờ làm sao để mình bỏ tiếp cái phần này đi nữa là được. Nó cắt đến đây thôi đúng không? Đúng chưa nào? Đó, mình chỉ lấy, chỉ cần cái phần này thôi nè. Mình lấy cái hình tròn này đi, giữ nguồn lại, trim cái này đi. Có phải cắt bỏ luôn được không? Chỗ này mình bẻ ra,
đẻ ra. Đây miếng nè, trên này miếng nè. Rồi vậy là xong. Rồi miếng này cho nó xoay tâm, tâm chuyển về về đây, xoay 120. Mình thử một cái trước đến cái thứ hai. Như vậy màu thì bạn tô màu chuyển sắc. Bây giờ tạm thời mình tô một màu đi. Tạm thời mình tô một màu thôi ha. Đó, tạm thời mình tô một màu thôi. Như vậy mình đã có được được cái logo của John. Ở trong này mình tô màu xanh. Bỏ đường biên đi. Được không? Rồi mình sẽ học tô màu chuyển sắc. Rồi ở chỗ góc này nè, bạn tạo thêm một cái miếng tam giác nhỏ nhỏ nữa. Bạn cho, cho gì? Cho cái màu nó đậm hơn. Như vậy thì vẽ cho thầy một cái hình chữ nhật. Xong rồi chuyển cái góc này, đập cái góc này nè. Nó bắt ngay cái điểm này. Được không? Xoay cái hình này tí. Tâm xoay đổi về. Đó, mình cần cái miếng tam giác đến đâu thì mình chuyển đến đó. Xoay đến đó là vừa. Đúng không? Bây giờ cái hình này của mình tạo ra là hình chữ nhật, cho nên là các cái đỉnh này nó sẽ liên kết với nhau. Mình muốn chuyển cái cạnh này cho nó rộng ra tí cũng khó, cho nên là mình sẽ convert to cover, bẻ nó ra. Bây giờ mình chỉnh tự do được rồi đó, cho này nó ra tí. Ok, nhiệm vụ của mình bây giờ nữa là làm cái gì? Lấy hình này nè, lấy cái hình mình mới tạo nè. Mình sẽ trim đúng không? Trim nhưng mà không cần giữ nguồn, nhưng mà giữ gì? Giữ đích, bởi vì mình muốn giữ cái miếng màu vàng này lại. Trim. Đây cái miếng mà mình mới nè. Cái miếng mình mới. Đó, miếng mới của mình nè. Mình đổi cái này thành màu vàng đậm. Mình đổi cái này thành màu vàng đậm là được. Được chưa? Được không? Đó, như vậy ở đây các bạn đổi thành cái màu vàng đậm là các bạn đã có thể là tạo ra được một cái đối tượng khác. Đó, màu vàng đậm. Rồi nhiệm vụ là làm gì nữa? Copy nó ra. Tâm xoay đưa nó về đâu? Về tâm góc. Đó. Cái này thì mình dùng đỏ đậm. Cái này thì mình dùng xanh đậm. Được chưa? Như vậy là tạm ổn rồi đó. Dễ hay khó? Ha, thấy rồi, chúng ta đã làm cũng khá nhiều rồi. Nhưng mà các bạn thử làm lại xem.